Chào mừng các bạn quay trở lại với những trò chơi nhạt nhẽo của Team Game. Và hôm nay thì mọi người chơi một trò chơi vô cùng thú vị mà mình vẫn chưa hiểu được đó là gì. Đó là trò Heads Up. Luật chơi sẽ được thường tiếp theo đây. Luật chơi như sau: với 6 người chơi, qua từng câu hỏi được đưa ra, sẽ có một người chơi lên trước để diễn tả đề bài đó cho 5 người chơi ở dưới có thể đoán được từ hoặc câu đó nghĩa là gì. 5 người chơi ở dưới sẽ giơ tay để giành quyền trả lời câu hỏi. Ở vòng 1 chính là vòng đoán từ tiếng Việt bất kỳ. Ở vòng này, một người lên chỉ được dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả từ đó cho 5 người ở dưới hiểu. Ở vòng 2 và vòng 3, một người lên chỉ được dùng tiếng Anh để diễn tả đề bài cho 5 người ở dưới hiểu và đoán được đó là gì. Cụ thể, ở vòng 2 chính là vòng đoán các câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao tiếng Việt. Ở vòng 3 chính là vòng đoán tên các bài hát V-pop nổi tiếng. Và người chiến thắng chính là người có tổng điểm cao nhất sau 3 vòng thi. Hai chữ, ok. Tình nào giá hai từ? Bích. Hả? Micro. Đen. Ủa? Vic Rose. Đen. Đen á. Đen bông. Hạ Long. Núi Bà Đen. Bạc Lắc. Vinh, Quảng Ninh. Bạc Lắc ủa? Đen sống. Đắc, đắc, đen, đắc, đắc. Đắc, đắc, đắc. À, Bạc Lắc. Bạc Lắc. Quên, quên, quên. Tại sao có một áo ở màu đen hoặc bao nhiêu đen? Mà nó chỉ là cái Vic. Nhưng mà cái đen đó chưa là đen. Ok. Cái đen đó là điểm mù rồi. Điểm mù, à. Ok, ok. Ôi đừng thế bạn ơi, áp lực quá. Đánh răng. Đánh răng, đánh răng. Cái này dễ mà. Bốc đầu. Lái xe. Chạy phố. Đua xe. Nó cũng là chạy phố mọi người, ok. Thể dục. Một gì? Đầu tiên là quay. Vòng. Quay phim. Ây giời. Đấy. Đấy là cái gì đấy? Tỉnh quan tâm quá. Anh cứ nói như thế này thì anh mà biết được. Anh rồi không chỉ với em. Tỉ tỉ lệ 219. Cái gì đây? Phim. Chị ơi mày kìa. Tôi thất bại ở trò chơi này rồi các bạn. Mấy chữ à? Mấy chữ à? Hai chữ rồi. Dũng Su à? Thấy đau lưng. Bạc cầm. Bạc cầm. Nhân vật cụ thể đau lưng. Ai? Mấy... Nguyễn Linh. Nguyễn Linh. Bạn Linh. Bạn trẻ éo. Bạn lã cười cho em. Đây là nhân vật nào? Tức là phải kiểu... Có tên. Huy Nguyễn à? Đúng rồi. Cái hơ hớ là có Huy. Rồi. Lại còn đau lưng nữa, người già đúng không? Đúng rồi. Cố lên em. Ok, start. Okay, start. Nhập bài tốt. Bài Linh Bùa, bài Linh Bùa. Không, bên Edward. Edward. Edward, ok. Edward. Edward Cullen. Bài lại. One. One, two. One horse. One. Một con ở đâu cả, tao bỏ cỏ. Wow, biết rồi. One horse, ok, biết rồi. Con ngựa rồi. Chứ không được, chai xử lết. Edward. Thế mày nghĩ là Edward là tên đúng không? Edward là tên đúng không? Thì đầu tiên mọi người cũng đánh Twilight cái thứ gì đó. How many words? Đấy. Sáu chữ. Phát âm rất chuẩn. Sáu chữ, ok. Kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam. Để tôi. This idiom is about fire and gold. A lot of wood. Lửa thử vàng, ra đã thử sức. Fire and gold. Fire and gold chỉ có đấy thôi.
Rồi, để lên ạ. Six words. Con này tiếng Anh là gì nhỉ? What animal sound in English? Lu mu. Ta chỉ biết Lucifer thôi. This animal sound mu. Bò mu như mình khúc gì? Alo. Bò gì nhỉ? Mu như bò. Six word. Mu như bò. Bò cũng. Lu mu. Mất bò mới lo làm chùa. Ồ, em yêu anh. I love you. Lose moo. Lose moo. Làm chùa. Lose moo. Em biết là lose moo. Em nhưng mà quên mất con bò thì anh là gì rồi. Lose moo. Ok. Ừ, cow. Last two word. Kick bowl. À, ăn chà đá bát. Đúng rồi. I don't speak any English. Mày bây giờ là idol tiếng Anh mà. A lot of what? Count. I can't count because it's a lot of what. Okay. Can I hành động action? Yeah. Home. No. How? No. A tree. Một cây làm chẳng lên nó lên là bạn lên hòn núi cao ấy. Đúng rồi. Thì chỉ có tree thì chắc còn câu đấy thôi. Forward. Chuyển tiếp. Nhớ đính kèm file. Rồi. Play together. Muộn rồi mà sao con nhìn lên chân nhà rồi quay ra lại quay vào. Quá nhảy. Song is very famous. Trendy. Yeah, it's very trendy on TikTok. But now trên nội trên TikTok. Hello. Rất là điên. Thì đấy cái bởi vì cái MV của nó toàn kiểu toàn hiệu ứng ấy, em chả biết miêu tả MV của nó làm cả. Ôi. Toàn hiệu ứng ấy. Ôi. Sao bạn đoán được vậy đỉnh thế? Một câu nói có thể khiến anh vui.
This one is a female singer. She was born in the year of chicken. Okay. This one of her hit song about this the MV of this song it had three color. Three color. Red. Tôi thổi red. Why? Chỉ vu. Đoán hoa hồng. Bây giờ nó mới đoán được ra là chim vu ạ. Ôi kiểm. Sao không miêu tả được. Anh lên đi anh. Hát là một loài hoa. Let's make a move. My dancing queen. Male singer. Male singer. To what song? Ôi, các người thấy chưa? Một cây làm chẳng nghe được. Tôi đoán thôi, thằng năm mà. This is a Vietnamese name, so I just say it again. Hải Tú, Hải Tú. Đấy. The song name is about a kind of girl like Hải Tú. People, cô Hải Tú is... Cô Hải Tú, Hải Tú. What FPC? Mata. Alo. No, a really long time ago. Before the drama, Hải Tú is called with this word. Nàng thơ. Đấy, đúng. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Anh nhắc đến Hải Tú bây giờ thì ai còn nghĩ đến nàng thơ? Thế khó. Ôi, ôi coi đằng sau à. I haven't watched it before. Cho xem. I guess this is a male singer. Lại Lily à? Hay Hương Giang? Đang nghe bao giờ đâu? I never heard this. But his name is in English. Can I speak his name? Ông cái gì đã nói được? Khoa ừ nhỉ? Alo. Alo. His name is not Vietnamese, but this is a Vietnamese song. Mấy ca sĩ là tiếng Anh. Chris Evans đúng không? Bài gì nhỉ? Bài gì nhỉ? Bài mới nhỉ? Bài gì đó? Bài của Evans đó. Thích em hơi nhiều. Thích em hơi nhiều. Thôi với em chứ thôi. Được không? Ok, vòng 1 thì anh Tân thắng, vòng 2 chị Mây thắng. Ui dồi. Ừ. Vòng 3 hòa nhau tất cả đều một câu. Thế là em bao nhiêu đi về? Rồi đi về. Tính tổng cả 3. Tính tổng là ai là người duy nhất không chịu phạt. Anh Tân ạ. Wow. Lần đầu quá. Bảo sao? Rồi, như vậy là ngày hôm nay thì bọn mình cũng đã hoàn thành xong trò chơi mang tên là Heads Up đến từ Team Game. Các bạn đã cùng thấy khả năng diễn tả và hành động của bọn mình, cũng như là đã thấy được cái chứng kiến được cái trình độ tiếng Anh của các thành viên của iChannel. Nếu có bất kỳ một trung tâm dạy tiếng Anh hay IELTS nào cần chúng tôi quảng cáo, liên hệ gì đấy, có thể liên hệ hợp tác. Có. Ừ đấy, rồi ok, còn bây giờ thì có lẽ hẹn gặp lại mọi người trong những game lần sau. Xin chào và gặp lại, bye bye. Bye.